Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu với cả nhà mình một cặp thần công đại pháo nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Cái này là bao gồm có một cặp chiều dài là khoảng 51 cm. Đây, chiều dài 51 cm. Rồi chiều cao là vào khoảng 20 nha. Chiều cao là 20 cm. Rồi chiều cao từ dưới đo lên chỗ cái nòng là khoảng 23 cm. Rồi còn cái nòng của khẩu đại báo này á, nó vào khoảng 6 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Cái này về mình chùi lại là rất là sáng nha. Để đo cho cả nhà mình xem đây. Trên đây nó có chữ Canon 1832. Đây, dưới này nó có chữ khoan đây. Chất liệu bằng đồng. Chất liệu đồng cũ rất là đẹp. Tình trạng là còn lành tích. Rất là đẹp. Quan tâm tới khẩu thần công này, cả nhà em liên hệ qua số điện thoại của em nha. Cái này là rất thích hợp để về mình trưng bày phòng khách, quầy bar hoặc là mấy cái nhà lớn nha. Cái này về mà mình có hai cái đế gỗ mình để lên nữa là rất là đẹp luôn nha. Quay cả nhà mình xem đây. Cặp thần công đại pháo nha. Quan tâm thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp qua em nha. Cặp này tổng trọng lượng của cặp này rơi vào khoảng 25 kg, là 12,5 kg một cây nha. Cặp 25 kg, 12,5 kg trên một cây. Okay.